Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp cái quá trình dọn chiếc NR 20R phiên bản MC18. Trước mắt các bạn đây là cái phiên bản MC18 BCM2. Tụi mình đã nâng cấp cho nó lên được cái phục trước upside down và cái dàn chân á, thì đã nâng cấp cho nó lên được một cái bộ vỏ của hãng Dunlop. Thì bây giờ mình sẽ quay gần lại chi tiết lại cho các bạn xem những cái thông tin mà tụi mình đã nâng cấp cho chiếc NR 20R này nha, phiên bản MC18. Đây là cái cặp vỏ của hãng Dunlop. Nhưng mà cái tên cái dòng của cái vơ này á, là Alpha 14. Thì cái dòng Dunlop các bạn nó có cái dòng Alpha 12, Alpha 13 và Alpha 14, nhưng mà cái dòng Alpha 14 này thì nó cao cấp hơn. Nó dành cho những chiếc xe giống như chúng ta chạy trường đó các bạn. Vỏ nó ít gai hơn, kiểu nhìn nó thể thao hơn các bạn. Thì giá nó cao hơn những cái dòng Alpha 12 và Alpha 13. Để mình chia sẻ với các bạn thêm một xíu về cái thông tin về cái vỏ xe của chiếc NR250. Thì chiếc NR250R này các bạn, bây giờ chúng ta chơi những chiếc này á, thì đồ của nó hầu như là cái mâm của nó rất là to các bạn, nó rất là bự. Và hầu như chúng ta có thể mua được những cái cặp vỏ của những chiếc mô tô phân khối lớn rồi. Thì giá thành của nó bắt đầu cao lên rồi, không có giống như những chiếc xe phổ thông mà chúng ta đi. Ví dụ như cái cặp vỏ này đi, nó chênh lệch với nhau chỉ cần một size thôi là giá nó khác rồi. Ví dụ như cái size zin của nó nha, mình nói cái size zin là cái mâm 17 zin á, là đằng trước của nó, nếu mình nói về cái size zin á thì nó sẽ là 110 110 70 17. Còn cái bánh sau á sẽ đi là 150 60 17. Thì cái bộ vỏ đó các bạn, trước sau á thì nó giá nó chỉ dao động từ 3 triệu tới đến 4 triệu một cặp thôi. Giá nó dao động từ 3 triệu tới 4 triệu một cặp thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta lên một size nữa, ví dụ như cái mâm sau á, chúng ta cái bánh sau á, chúng ta lên thêm một size nữa là 160 60 17 và đằng trước là 120 70 17, giá nó nhân đôi lên. Ví dụ như cái vỏ sau mà chúng ta đi 100 size 150 60 17 á, thì nó chỉ rơi vào tầm 2 triệu đổ lại thôi. Nhưng mà khi chúng ta lên một size là 160 60 17 thì cái vỏ sau á các bạn, là giá nó đã 3 triệu rưỡi cho lên một cái rồi. Là nó bằng một cặp á các bạn, bằng một cặp với cái vỏ size zin. Đằng trước 120, nói chung là một bộ vỏ này giá của nó là 7 triệu 8 á các bạn. 7 triệu 8 cái cặp vỏ đuôi lớp này, cái dòng Alpha 14 này. Đó, thì tụi mình nghiên cứu thì anh em ở bên Nhật á, người ta chuộng cái vỏ này rất là nhiều. Cái dòng mà đuôi lớp Alpha 14 á, bên Nhật người ta đi rất là nhiều, hầu như những chiếc NR250 của họ bên đó họ đi cái dòng đuôi lớp Alpha 14 này hầu như là 90%. Xe của bên đó đi rồi, thì ở bên đây cũng không ngoại lệ, tụi mình cũng nghiên cứu tìm cái dòng vỏ đó đi cho thằng này luôn đó, để cho nó nhìn cho nó thể thao hơn và cũng muốn trải nghiệm với cái dòng vỏ đun lớp Alpha 14 nha. Để cái gì tụi mình chạy tụi mình chia sẻ lại cho các bạn xem nghe về cái hiệu quả của cái dòng đun lớp Alpha 14 này. Đây là cái thông tin của nó nè các bạn đó, 160 60 17. Các bạn thấy gai nó ít đúng không? Hầu như cái vỏ này á, là nó trơn. Gai nó ít hơn những cái vỏ kia. Những cái vỏ mà chúng ta đi cái size thường á, thì gai nó nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nói với các bạn nghe về cái phục. Đây là cái phục trước, cái phục upside down. Đã lên cho nó, đã gắn dĩa rồi lại cho nó rồi. Xe này thì sử dụng 2 thắng dĩa trước nha các bạn. 2 thắng dĩa trước, hai cái phanh trước á, hai con heo hai bên. Và cái phục này là cái bộ phục upside down, cái nó to hơn, nó to hơn cái phục zin rất là nhiều. Cái phục zin của nó là một cái phục ống lồng, cái size của nó chỉ có 41 thôi, nhưng mà cái phục này nè, cái đường kính nó to hơn các bạn, nó là 51, bự hơn. Vì vậy mà nó làm cho cái dàn chân trước của chiếc MC18 BCM2 nhìn nó được chắc chắn hơn các bạn. Đây là cái ốc tăng chỉnh. Đây, để mình quay cho các bạn xem cái góc lái của chiếc NR250 ở phiên bản MC18. Cái này đã chế lại hết rồi nha các bạn. Cái miếng này nè đã chế lại, và cái miếng này ở dưới nè, cái khúc chặn ba này đã chế lại rồi, để cho nó phù hợp với lại cái sườn của chiếc MC18 BCM2 á, máy thả nó mới vào. Cái phục này to 51 lần, còn cái zin của nó chỉ có 41 thôi. Và đây là cái góc lái của nó. Đây là cái đồng hồ của chiếc MC18 BCM2 này các bạn. Cái đồng hồ của chiếc MC18 và cái chiếc MC21 nó hao hao nhau.
cái chiếc MC16 á, đời đầu á, thì nó khác, các bạn nhìn lại các bạn biết à, nó khác cái đồng hồ của chiếc MC18. Chiếc MC18 và chiếc MC21 nó hao hao nhau, còn cái chiếc MC28 đồng hồ là đồng hồ điện tử, nó mới khác. Đó, đây các bạn nhìn đồng hồ của MC18 á, đồng hồ của cái dòng R250 á các bạn, 250R thì nó sẽ không còn cái đồng hồ báo xăng nữa. Ở đây nó sẽ là cái đồng hồ báo nhiệt độ này các bạn. Và đây là sẽ là cái đồng hồ báo cái vòng tua máy RPM. Và đây là cái đồng hồ để báo cái vận tốc mà chúng ta chạy, vận tốc mà chúng ta chạy được. À, đây là cái đồng hồ để đo odo, mà tổng odo mà chúng ta đã đi được. Và đây là một cái đồng hồ đo cái odo ngắn, để chúng ta đo cái quãng đường mà chúng ta đi từ A tới B khoảng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đo ở đây, và chúng ta sẽ chỉnh reset lại bằng cái nấm vặn ở đây. Cái đồng hồ này ở chiếc NR150 thì cũng đã được trang bị rồi các bạn đó. Nhưng mà cái đồng hồ này thì nó cũng có một cái điểm dở, chúng ta phải tập canh, đó là nó không có đồng hồ báo xăng đó, nó không có đồng hồ báo xăng, thì anh em đi các anh em phải biết ước lượng là xe chúng ta đi bao nhiêu cây một lít, và chúng ta đi tới đâu là chúng ta ứng chừng để chúng ta canh mà đổ xăng, chứ không xe thì giác bộ được đuối các bạn, sát nó to lắm á. Cái phục của nó, phục sau của nó bữa trước á, mình cũng gắn cho các bạn xem là cái phục này là phục của MC18 BGM1 nha các bạn, không phải MC18 BGM2. Thì hiện tại bây giờ gắn đỡ và lại như vậy thôi, để sau này tìm được đúng cái phục của nó sẽ thay sau. Cái phục của MC18 BGM2 các bạn là nó sẽ có thêm cái bình dầu nữa, cái bình dầu nó sẽ bắt ở đây. Ở dưới này nó sẽ có một cái bát này này để bắt cái bình dầu ở đây. Bắt ở đó cũng được, bắt ở đây cũng được, hai bên chúng ta muốn bắt bên nào cũng được, nó sẽ linh động. Còn cái phục của MC18 BGM1 thì nó chỉ như vậy thôi, nó không có cái bình dầu. Và đây là cái bát treo của nó, bữa mình cũng bắt và mình cũng có quay cho các bạn xem rồi. Mâm của chiếc MC21 á các bạn, bữa mình cũng có quay cho các bạn xem cái lúc mà lấy về, lúc mà mua cái bộ của MC21 lấy về nó màu đen á, xả nó ra và sơn cái cho nó màu trắng. Các bạn có muốn xem thì các bạn xem lại cái video cũ. Tại vì cái mâm zin của chiếc MC18 nó là 18 inch, mâm sau của nó là 18 inch chứ không phải là 17 inch. Đi vỏ rất là xấu và rất là kén, cho nên là anh em mà dọn NR250 hầu như những cái dòng mà từ NR16 và NR18 là anh em đã xuống được cái mâm, tìm cái mâm 17 inch để xuống rồi, để cho dễ dọn, dễ thay vỏ này nọ. Đó, hiện tại thì đã dọn đến cái quá trình nó đã đến cái khúc này rồi, và bắt đầu sẽ dọn tiếp. Và khi mà dọn tới đâu thì sẽ quay cho các bạn xem tới đó nhé các bạn. Rồi ok, chào các bạn nha. Hiện tại bây giờ chỉ mới dọn tới đây thôi, thì quay cho các bạn xem tới đây. Khi nào mà dọn tiếp, nâng cấp thêm gì nữa thì tụi mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Chào các bạn nha.